về làng quê bao tháng năm xa xôi cát biển, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chỗ xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. À thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ giang nắng dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm. Chương trình đại biểu trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho đoàn lên đặt vòng hoa kính viếng, trân trọng kính mời. Vĩnh biệt được ngọn cùng hôm nay đã về với các bậc tổ tiên, sẻ chia nỗi đau thương cùng gia đình tăng quyến. Bắt đầu chương trình đại biểu của quý đoàn đại biểu trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hương, trưởng đoàn đại biểu lên dâng tuần nhang kính viếng hương cột cụ, trân trọng kính mời. Vĩnh biệt hương cột cụ hôm nay đã về với các bậc tổ tiên,
sẻ chia nỗi đau thương cùng tăng quyến. Trân trọng mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã trôi qua, lễ viếng cỏ quý đoàn đại biểu công ty trách nhiệm hữu hạn tên và CD chi nhánh Thọ Nghiệp đã được hoàn tất. Thay lời của ban tổ chức, xin chuyển lời trân trọng cảm ơn, trân trọng kính mời quý đoàn đại biểu đưa lại bàn mời chầu, mời nước và Vũ Thị Hằng, trưởng đoàn đại biểu cùng đoàn lên dâng hương kính viếng trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời đoàn lên đặt lễ kính viếng. Sẻ chia nỗi đau thương cùng tăng quyến. Trân trọng mời đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã trôi qua, lễ viếng của đoàn đại biểu công ty trách nhiệm hữu hạn May T và C chi nhánh Giao Hà đã được hoàn tất. Thay lời của ban tổ chức, xin chuyển lời trân trọng cảm ơn.
nhớ thiết cùng kinh. Thank you.
lễ viên công ty đoàn đại biểu trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân toàn quốc kính viên vương hồng thủ trân trọng kính mời. Anh em chúng con, đoàn đại biểu trung đoàn 95, sư 325, đoàn chúng con hôm nay nhận được tin cùng 250 về với các bậc tổ tiên. Anh em chúng con về đây xin dâng lên cùng nén nhang thơm, đặt vòng hoa tươi thắm, vĩnh biệt hương hồn cùng anh em trong đoàn chúng con. Xin dành phút tưởng niệm, phút tưởng niệm bắt đầu. Đã trôi qua, lễ viếng của kỹ đoàn đại biểu trung đoàn 95 sư 325 đã được hoàn tất. Thay lời của ban tổ chức, xin được chia lời trân trọng cảm ơn. Chương trình lễ viếng của kỹ đoàn đại biểu trân trọng kính mời bà Bùi Thị Hạnh, trưởng đoàn đại biểu lên dâng tuần nhang kính viếng gương hồn cầu. Trân trọng kính mời đoàn bắt lời phân ưu chia sẻ cùng tăng huyền. Đúng là phút mặc niệm in hình đâu thấy, cụ ra đi rời cảo quê hương. Cũng để cho đoàn đại biểu hội đồng nghiệp tổ 7 may 3 công ty may Nam Định trăm nhớ ngàn thương, buổi đêm buồn về dân viếng cụ tuần hương, khỏi trầm nghi ngút nhớ thương vô cùng. Thay lời của ban tổ chức, xin chuyển lời trân trọng cảm ơn tới đoàn đại biểu hội đồng nghiệp tổ 7 may 3 công ty may Nam Định. Trân trọng kính mời đoàn lưu lại bàn mời chầu, mời nước, sẻ chia cùng tăng quyền. Cho đoàn lên dâng tuần hương kính viếng hương hồn cụ, trân trọng kính mời. Kính thưa ban tăng lễ, kính thưa gia đình, chúng con là bạn của Linh, con của cô, hôm nay có vòng hoa thơm nén hương
xin chân thành tiễn cụ về với gia tiên. Xin cảm ơn. Vinh biển thương còn cụ trân trọng mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Mời quý đoàn đại biểu đưa lại bàn mời chầu, mời nước sẻ chia cùng tăng quyền. Chương trình lễ viếng xin trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho đoàn lên dâng hương bái biệt hương hồn người trình. Vinh biệt hương hồn người trình thân thương, trân trọng mời đoàn đại biểu dành phút vinh biệt. Phút vinh biệt bắt đầu. Tại đây là tổ chức xin trân trọng cảm ơn mọi đoàn an toàn. Thank you.
Dâu hiền
rẽ thảo một nhà đông vui. Ôi mẹ ơi, thế mà giờ này đây mâm cơm cuối cùng đưa tiễn, chiều hôm nay là cảnh biệt ly. Mâm cơm nước mắt ơi đầy, chúng con xin ghi nhớ mãi ngày này. Mẹ ơi, trước linh sàng đau xót dòng lệ tuôn rơi, xin mẹ ở chốn cứu hòa thuyền, mẹ thấu tình cho mẹ ơi thượng hướng điểm hê cha. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh.
Kỳ nguyện chân linh siêu sinh tịnh độ, kỳ tăng môn hiếu kiên nhân dân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn đạo sư A Di Đà. Trung tâm tâm đức thu tháng hạnh vô liên nắng vô sai hồi ứng hồ miệng trầm lịch chương dịch cư đại sư tư sinh cử hồ nhân kiên giác thủ liên tái cư qua thân đặc sư hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sa Bà Ni dưới tăng dưới đại sư tư sinh cử hồ nhân kiên tư sinh cử hồ nhân kiên giác thủ liên tái cư qua thân đặc sư hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Tử quy Phật tương nhiên chúng sinh kể là đại đạo phát thu thượng tâm tử quy. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính báo lễ truy điệu tiễn đưa cụ Nguyễn Thị Minh Hạnh về nơi an nghỉ cuối cùng bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Minh Hạnh, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân đang hiện diện nơi buổi lễ tang cụ Nguyễn Thị Minh Hạnh hôm nay, kính thưa toàn thể gia đình tang viên và họ tộc, thật đúng là mãn nhân duyên, vĩnh biệt cõi dương gian, tròn quả phúc tìm về miền Cực Lạc. Vô cùng thương tiếc cụ Nguyễn Thị Minh Hạnh, cụ sinh năm 1943, người con quê hương xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Cụ thường trú cùng gia đình tại số nhà 4, ngõ 25, đường Cống An Phong, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Sau một thời gian cụ lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình, anh em con cháu cùng tập thể các thầy thuốc đã tận tình chăm sóc và cứu chữa, bà con lân bang động viên thăm hỏi ân tình, song vì tuổi cao sức yếu cụ đã không qua khỏi. Cụ Nguyễn Thị Minh Hạnh đã chút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt cõi trần, ra đi về với các bậc tổ tiên. Cụ hưởng thọ 77 tuổi. Sau khi nhận tin báo buồn, cụ không còn nữa. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương đã trở về gia đình hiếu thăm hỏi, động viên, thống nhất cùng với gia đình hiếu thành lập ban tổ chức lễ tang để điều hành tang lễ trọng thể cụ, gồm các ông, các bà sau đây. Một, ông Phạm Văn Tâm, bí thư chi bộ làm trưởng ban. Hai, ông Vũ Ngọc Lê, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi làm phó ban. Ba, bà Nguyễn Thị Hải, trưởng ban công tác mặt trận làm ủy viên. Bốn, ông Chu Sĩ Chức, chi ủy viên làm ủy viên. Năm, ông Nguyễn Văn Toàn, tổ trưởng tổ dân phố số 18 phường Quang Trung làm ủy viên. 6. Bà Nguyễn Thị Huệ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ làm ủy viên. Và 7. Ông Nguyễn Phú Thắng, đại diện gia đình tang viên làm ủy viên. Giờ này toàn thể các bà đã hiện diện đông đủ. Về dự buổi lễ truy điệu hương hồn cụ hôm nay có toàn thể các quý vị đại biểu đại diện Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban ngành đoàn thể, nơi các con, các cháu của gia đình cụ đã và đang công tác học tập, các gia đình nghĩa tình thông gia, liên gia, họ hàng nội ngoại gần xa, đặc biệt là cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 18 phường Quang Trung, thành phố Nam Định, nơi cụ và gia đình sinh sống đã hiện diện đông đủ. Mở đầu lễ truy điệu là lễ dâng hương, thắp nén hương với lòng tưởng nhớ để cụ ra đi mãi mãi nhớ thương. Tiễn cụ lần cuối một đoạn đường
để rồi xa cách âm dương ngàn trùng. Ban tổ chức trân trọng kính mời ông Vũ Ngọc Lê, Tri hội trưởng Tri hội người cao tuổi, Phó trưởng ban lễ tang lên dâng tuần hương vĩnh biệt hương hồn. Cụ đi vắng bóng cảnh thêm buồn, để lại bao người nước mắt tuôn. Xa đi vĩnh biệt không trở lại, để nhớ, để thương mãi tên người. Ban tổ chức trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hải, Chủ ủy viên trưởng ban công tác mặt trận lên dâng tuần hương vĩnh biệt. Phố xóm quê ta tình cao nghĩa cả, sống vui buồn sớm tối có nhau, cùng chung một nỗi thương đau khôn cầm giọt lệ bên cầu chia ly. Ban tổ chức trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Toàn, tổ trưởng tổ dân phố số 18, khu dân cư An Phong, phường Quang Trung lên dâng tuần hương vĩnh biệt. Trân trọng cảm ơn ông. Cụ ơi, hội đoàn nghĩa cả tình cao, vui buồn chia sẻ dạt dào niềm thương. Ban tổ chức kính mời bà Nguyễn Thị Huệ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu dân cư An Phong lên dâng tuần hương vĩnh biệt. Kính mời bà trở về vị trí. Dạ sao nghĩa đảng tình dân, vui buồn chia sẻ tình thân mọi nhà. Ban tổ chức trân trọng kính mời ông Phạm Văn Tâm, Bí thư Chi bộ khu dân cư An Phong, phường Quang Trung, trưởng ban lễ tang lên dâng tuần hương vĩnh biệt và đọc lời nhớ. Gia đình tang quyến, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, hôm nay chúng ta có mặt tại đây đông đủ trang nghiêm tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa người quá cố đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội người cao tuổi, hội viên Hội phụ nữ, công dân tổ dân phố số 18 khu dân cư An Phong về cõi vĩnh hằng. Kính thưa quý vị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh sinh ngày 28 tháng 11 năm 1943 tại xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thường trú tại số nhà 4/25, đường Cống An Phong, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Được sinh ra trong gia đình thuần nông, mới 2 tuổi đầu đã mồ côi mẹ ở với ông bà nghèo khó. Đến tuổi đi học đã phải vừa học vừa cùng ông bà tham gia lao động mưu sinh. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, quê hương đất nước đang dưới ách đô hộ của thực dân Pháp xâm lược, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh đã sớm giác ngộ cách mạng, được đồng chí được kết nạp vào đoàn làm y tá xã, bí thư đoàn, trung đội trưởng dân quân xã từ tháng 8 năm 1960 đến tháng 3 năm 1963 tại xã Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định. Từ tháng 4 năm 1963 đến tháng 4 năm 1965, đồng chí được cử đi học lớp y sĩ tại trường y sĩ tỉnh Nam Định. Sau khi học xong lớp y sĩ, đồng chí trở về phục vụ nhân dân quê nhà. Từ tháng 5 năm 1963 đến tháng 3 năm 1970, đồng chí giữ vai trò trạm trưởng trạm y tế xã Tân Thành và tham gia lãnh đạo hội phụ nữ xã. Từ tháng 4 năm 1970 đến tháng 1 năm 1974, đồng chí chuyển công tác về thành phố Nam Định làm trạm phó y tế khu phố 2, ủy viên ban chấp hành hội phụ nữ khối 48 khu phố 2 thành phố Nam Định. Từ tháng 2 năm 1974 đến tháng 6 năm 1999, đồng chí công tác tại phòng khám đa khoa khu vực Nam Định, làm công tác chuyên môn và là di hội trưởng.
chữ thập đỏ. Từ tháng 7 năm 1999 đến nay, đồng chí nghỉ hưu tại số nhà 4/25 Cống Lan Phong, phường Quang Trung. Đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Là người đảng viên, đồng chí luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đồng chí đã được tặng huy hiệu Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, Huy chương vì sức khỏe nhân dân, kỷ niệm chương vì sự nghiệp chữ thập đỏ Việt Nam. Được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Sau gần 40 năm học tập và công tác, đồng chí được nhà nước cho nghỉ chế độ hưu trí, tham gia sinh hoạt chi bộ Đảng tại chi bộ An Phong, hội viên hội người cao tuổi An Phong, hội viên phụ nữ chi hội An Phong. Đồng chí luôn thể hiện là người đảng viên kiên trung, người phụ nữ hội viên, người cao tuổi mẫu mực, người công dân gương mẫu. Do tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng, mặc dù đã được các thầy thuốc và gia đình, con cháu tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 27 tháng 2 năm 2019, tức ngày 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 77 tuổi. Đồng chí ra đi để lại nỗi xót thương cho người cha già, cho các con trai, con gái, con dâu, con rể, cùng với ba cháu nội, ba cháu ngoại, với cả họ hàng thân thích gần xa. Đồng chí mất đi, chi bộ mất một người đảng viên kiên trung, một lòng theo Đảng. Chi hội người cao tuổi mất đi một hội viên mẫu mực. Chi hội phụ nữ mất đi một hội viên gắn bó thân thương. Khu dân cư mất đi một công dân tốt. Kể từ đây, chúng ta mãi mãi không còn gặp được đồng chí trên cõi đời này. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để tiễn đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh về cõi vĩnh hằng, về với tổ tiên. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các đồng chí cùng bà con khu dân cư đã đến dự để truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Chúng tôi, cán bộ, đảng viên, hội viên, những bạn bè thân thích và bà con khu dân cư An Phong đồng kính chúc đồng chí an giấc ngàn thu. Vĩnh biệt người đồng chí thân thương của chúng ta, tôi đề nghị dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Văn Tâm, Bí thư chi bộ An Phong, phường Quang Trung đã lên dâng hương và đọc lời yếu nói về sự nghiệp và cuộc đời của Nguyễn Thị Minh Hạnh. Đáp lại thì cảm ơn tình của toàn thể các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, của toàn thể nhân dân trong những ngày qua đã trở về gia tang thăm hỏi động viên, dâng hương đặt lễ kính viếng cụ. Ban tổ chức xin kính mời một vị đại diện gia đình tang quyến lên có lời cảm ơn, xin trân trọng kính mời. Xin thay mặt gia đình tang quyến, tôi xin có lời cảm ơn tổ chức đảng, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan cùng tất cả các ông các bà và các anh các chị đã có mặt ngày hôm nay đến chia buồn và đưa tiễn người thân của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi xin thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Ta xin cảm ơn tới toàn thể các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà của toàn thể nhân dân, các gia đình nghĩa tình, thông gia, liên gia, họ hàng nội ngoại gần xa, bà con dân tình phố xóm đã trở về gia tang thăm hỏi động viên, dâng hương đảnh lễ kính viếng cụ. Trong lúc tang gia bối rối có đau buồn, thì tiếp đó các ban tổ chức và gia đình không tránh khỏi những điều khiếm khuyết, xin kính mong được lượng thứ. Buổi lễ truy điệu hương hồn cụ đến đây khép lại, chuyển sang lễ di quan tiễn đưa linh cữu cụ Nguyễn Thị Minh Hạnh. Thank you.
trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, kiện xuống hương con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Thank you.
này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian. Dù anh và tôi ấy sáng giàu ấy gian khó, mai xa kiếm con người về với cát bụi mà thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng nữa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Sống mẹ bình yên và con sẽ đến.
bất cứ lúc nào khi có ai làm mẹ nghẹn ngào. Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ, con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng. Chẳng tình thương sau con sẽ nên người.
cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày làm lũ vì con, đào làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ. Cho con cuộc đời.